cùng vỗ tay chào đón các em học sinh lớp 1. Ngày hôm nay, các em học sinh lớp 1 tuy còn bỡ ngỡ với môi trường mới, thế nhưng các em chắc chắn sẽ nhận được tình cảm thân thương gần gũi của các thầy các cô, cùng với sự đùm bọc đỡ che của các em chị lớp bên. Mong các em hãy cố gắng chăm ngoan học giỏi để xứng đáng là những bông hoa xinh tươi trong vườn hoa rực rỡ nhà trường. Tạm biệt mái trường mầm non thân yêu với bao kỷ niệm của lớp tuổi thành viên, với câu chuyện cổ tích để bước vào lớp 1 của nhiệm vụ mới là học tập. Cả cô giáo như những người mẹ thứ hai vẫn luôn rằng dang rộng vòng tay chào đón các em. Cô dạy các em biết đọc, biết viết, biết làm tính, biết mở ra trước mắt các em một kho tàng kiến thức bao la. Cả cô sẽ chắc đôi cánh cho những ước mơ của các em bay cao bay xa. Xin gửi tới cả cô giáo và cả em học sinh lớp 1 tình yêu thương, niềm tin yêu và hy vọng. Mời quý vị đại biểu cũng như cả em học sinh chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào! Quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hàng năm cứ vào mùa thu lịch sử này, hàng triệu các thế hệ học sinh, sinh viên trên cả nước hân hoan chào đón năm học mới và một hành trình khám phá tri thức bắt đầu. Mùa lại thu rồi, em thấy không? Trời xanh như lọc nắng giữa rồng, khăn đỏ tung bay trong nắng mới, đang chờ bao ước mơ. Thực hiện hướng dẫn số 376 ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục Gio Linh, được sự nhất trí của lãnh đạo các cấp, hôm nay trường tiểu học và trung học cơ sở Giao Mai long trọng tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới, năm học 2024-2025. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Thực hiện di chúc của người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư mọi nguồn lực để đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng xu thế hội nhập toàn cầu. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, Ban Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã gửi thư đến ngành giáo dục. Quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh và quý bậc phụ huynh đứng dậy để tiếp thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2024, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025.
2025. Thân ái với các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong thư gửi các em học sinh ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã viết: "Non sông Việt Nam còn trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam còn bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em." Cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với học sinh, sinh viên tiêu biểu ngày 3 tháng 11 năm 2018. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí mà phi thì đất nước yếu. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, ta và đang có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo. Năm học 2023-2024, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nên giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn để nâng cao nhân trí, phát triển nguồn nhân lực và nhiều nhân tài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua phấn đấu của thầy trò cả nước, cùng những sự nỗ lực cố gắng và những kết quả của toàn ngành giáo dục, sự đồng hành, sự hỗ trợ của bậc phụ huynh trong thời gian qua. Năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Tôi mong ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho sự thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm mới, tôi tin tưởng cả các học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát khao lớn lao để xây dựng đất nước càng ngày phồn vinh và hạnh phúc. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai của em chúng ta phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác giáo dục. Tôi đề nghị các ban bộ ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo nữa cho sự nghiệp giáo dục bằng cả quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, học viên, sinh viên được giảng dạy, học tập trong môi trường lành mạnh, đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực, sáng tạo, thực hiện thành công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Thân ái, tô lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Võ Đắc Hóa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện,
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, ngày 5 tháng 9, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học mới. Trong không khí hoan hân trải đón năm học mới, trường tiểu học và trung học cơ sở Giao Mai long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025. Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt lãnh đạo trường, xin nhiệt liệt chúc mừng quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta mừng đón 94 em học sinh lớp 1 lần đầu tiên được cấp sách tới trường tiểu học và trung học cơ sở, và 84 em học sinh lớp 6 chuyển cấp từ tiểu học đến trung học cơ sở. Thầy tin rằng với niềm tin tự hào học sinh của trường, các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu cấp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, nhìn lại năm học qua, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp các ngành, sự ủng hộ của ban đại diện cha mẹ học sinh, sự nhiệt tình tâm huyết tất cả vì học sinh thân yêu của cán bộ giáo viên nhà trường, đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập của các em học sinh, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Có thể qua một vài thành tích tiêu biểu phía sau, nền nếp kỷ cương của học được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn được nâng lên, chất lượng hai mặt được ổn định, kết quả học tập và rèn luyện được duy trì, chất lượng mầm non có nhiều tiến bộ, đã học qua cả hội thi, trường được ủy ban nhân dân huyện tặng tập thể lao động tiên tiến. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo trường, xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của thầy và trò đạt được trong năm học 23-24 vừa qua. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Vững tin được năm học mới, năm học 2024-2025 là năm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục chương trình hành động của chính phủ, của tỉnh, của huyện thực hiện nghị quyết 29 trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học, đổi mới hình thức giáo dục, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ đến lớp, các phong trào thi đua, các hoạt động trải nghiệm, hãy quan tâm chăm lo hơn nữa ở việc học tập và rèn luyện của con em, hãy xem những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ này, tương lai của đất nước. Kính thưa quý vị, trong những buổi thẳng lời của năm học vừa qua, với quyết tâm và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên nhân viên, sự quan tâm chỉ đạo của phòng giáo dục đào tạo Dương Linh, của các ủy đảng chính quyền địa phương, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học 2024-2025. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các em có một năm mới đạt nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Trước hết là món quà đến từ Hội Khuyến học Giao Linh với 5 suất quà,
với mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Sau đây cô xin mời 5 em có tên trong danh sách lên sân khấu nhận quà. 1. Mời em Bùi Gia Nghĩa, lớp 2A. 2. Mời em Trương Hữu Nhật Hoàng, lớp 6B. 3. Mời em Nguyễn Trần Hoàng Duy, lớp 6A. 4. Mời em Trần Nhân Kiệt, lớp 2B. 5. Mời em Nguyễn Minh Quân, lớp 1A. Cô xin mời các em có tên trong danh sách chúng ta lên sân khấu nhận quà. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Đắc Hóa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Huyện gia đình lên trao quà. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng món quà các em đã nhận được. Xin được cảm ơn ông Võ Đắc Hóa. Xin chúc ông luôn sức khỏe. Tiếp theo là món quà đến từ một người con quê hương đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Hương. Món quà có trị giá 2 triệu đồng trên mỗi năm học, tổng đỡ đầu là 5 năm. Cô xin mời em Trương Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 1C lên sân khấu nhận quà. Xin trân trọng kính mời ông Trương Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã lên tặng quà. Xin trân trọng kính mời ông. Dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn món quà từ bà Trần Thị Hương. Xin chân thành cảm ơn ông Võ Đắc Hóa. Được nhận món quà rất là ý nghĩa. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Hùng, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh cùng thầy giáo Bùi Văn Thọ lên trao tặng. Xin trân trọng kính mời. Món quà thật là ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Hùng, thầy giáo trường Phú Thọ. Xin chúc các em luôn sức khỏe và các môn học giỏi. Đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong xã đã về đây vui chung với niềm vui ngày hội khai trường của các thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở.